trả góp chưa bao giờ đơn giản đến thế anh em. 18 phút 3, rẹt rẹt 15 phút trả góp xong. Ngon lành canh đào. Nếu như anh em muốn trả góp cái con loa điện DB06 Super Viral bên mình á, anh em đến cửa hàng đi, bên mình làm hồ sơ trong vòng có 15 phút thôi là anh em đã có được loa mang về rồi. Nếu được anh em trả trước 30% á thì anh em sẽ được là góp 0%. Còn nếu anh em không thì trả trước luôn, làm hồ sơ cũng rất là dễ. Đó, đến cửa hàng anh em sẽ được hát test thực tế coi như thế nào, hát hò hử ơi con loa này nó như thế nào, có xứng đáng đồng tiền anh em bỏ ra hay không. Ngoài ra nếu anh em không ưng con này thì mình còn rất là nhiều dòng loa khác, từ loa nhỏ GT 2004 Pro cho đến loa lớn Namax Pro 369 quá trời dữ luôn rồi. Nếu như anh em muốn sở hữu mà bất kỳ con loa nào cứ việc là ới ơi cho mình để được tư vấn chi tiết trước. Mà anh em đây là một trong những cái mẫu loa mà loa điện mới nhất bên cửa hàng điện máy 369 bên mình, một trong những cái dòng loa mà nó trang bị cho anh em là linh kiện chất lượng từ A đến Z luôn. Nổi cái thùng là chất lượng nè, thùng ván ép full, thêm nữa là một cái con đẩy tắt Pro Audio TC2889 linh kiện Đài Loan cho anh em cái chất lượng hơi bị đỉnh, thêm nữa là van cơ lai số NES, thêm nữa là một cái hớp micro Shure UR32D, cam đi di chuyển nhiều vô cho mọi người thấy đi, cam đừng đứng im cam ơi, cho mọi người thấy là xung quanh cái con loa này nó như thế nào và nó xứng đáng đồng tiền như thế nào. Thùng ván ép full nè, logo 369 để khẳng định cho em thấy là hàng chất lượng nó phải như thế nào nè. Thêm nữa anh em sẽ có được là hớp micro Shure hồi nãy mình đang nói, là anh em sẽ có nè cập nhật mới cho anh em nè. Đó, cái màu sơn đẹp cực kỳ đẹp luôn nè, xám nè. Rồi micro, rồi remote điều khiển từ xa với con loa này, remote điều khiển từ xa với van cơ lai số này. Rồi đây, cái quan trọng nhất là gì, cái cấu hình con loa này. Nếu như anh em chưa biết thì đây, lưới bản đồ Việt Nam được trang bị cho anh em trên cái con loa này, nó sẽ cho anh em được cái màu sắc đẹp cực kỳ luôn. Cam cận vô cái màu sắc của nó đó, quá trời đẹp với cái màu sắc mới lạ này. Thêm nữa là em sẽ có là một đồ, bộ đôi bát ni sồ bên trong, con 76 từ 190, hai loa trung màng vải giòn cao su và cái họng chép array với hai chép neo khối bên trong. Quá trời đỉnh với cấu hình này rồi. Nếu như anh em mà muốn sở hữu cái con loa này thì đây là một trong những cái con loa mà anh em nên cân nhắc sở hữu. DB06 Super Barrel, một trong những dòng loa điện mới nhất cho anh em, chất lượng cực kỳ đỉnh. Ới ơi liền cho mình để có thể chốt đơn con loa này nha.